Thưa quý vị và các bạn thân mến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm 15 tháng 1 cho biết trong năm 2020, Việt Nam sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án kinh tế lớn được dư luận quan tâm, trong đó có vụ án nhà máy gang thép Thái Nguyên. Các vụ án này đều liên quan đến những quan chức cấp cao từ thành phố đến trung ương, trong đó vụ nhà máy gang thép Thái Nguyên có liên quan đến Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời là trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đưa ra thông tin này tại phiên họp thứ 17 của Ủy ban chỉ đạo tại Hà Nội. Trước đó, vào ngày 10 tháng 1, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải vì đã có vi phạm khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án Tisco 2. Thời kỳ đó, ông làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Dự án Tisco 2 là dự án mở rộng sản xuất ở công ty gang thép Thái Nguyên. Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng đến nay, công tác phòng chống tham nhũng đã có những bước tiến mạnh, tham nhũng được kiềm chế, từng bước ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm. Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 từ năm 2016 đến nay đã có hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, trong đó có 21 ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, bao gồm 2 ủy viên Bộ Chính trị, 22 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Theo báo cáo tại phiên họp, thời gian qua, Việt Nam đã thu hồi được số tiền hơn 35.000 tỷ Việt Nam đồng từ các vụ án tham nhũng và kinh tế. Riêng các vụ thuộc diện ban chỉ đạo quản lý đã tạm giữ kê biên tài sản, phong tỏa tài sản, ngăn chặn giao dịch tài sản có giá trị 24.000 tỷ đồng. Ông Lê Thanh Hải từng là một trong những chính khách nổi tiếng và quyền lực nhất Việt Nam bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói phải xem xét kỷ luật. Ông Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy đã nghỉ hưu sau Đại hội Đảng 12 năm 2016. Thông cáo ngày 8 tháng 1 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói một hoạt động lãnh đạo cao cấp của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2016 đã có vi phạm trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo thông cáo, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra kiểm soát giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố, gây bức xúc cho xã hội. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu tên cụ thể những người sau đây đã có hành vi vi phạm: Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy; Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Chấp sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy và chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Chấp sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Ủy viên Ban Chấp sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; và Nguyễn Thị Hồng, Lê Văn Khoa, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Ủy viên Ban Chấp sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Vũ Hùng Việt, nguyên Thành ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy, của Ban Chấp sự Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói vi phạm của những người này đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền thành phố, gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét kỷ luật. Các nguồn tin riêng của chúng tôi nhận định mức kỷ luật tối thiểu mà ông Lê Thanh Hải đang đối diện có thể là mức cảnh cáo. Từ sau khi được bầu lại tại Đại hội Đảng 12 năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đẩy mạnh công cuộc kiểm tra thi hành kỷ luật Đảng.
Trong 2 năm 2017 và 2018 có 56 cán bộ diện trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật của Đảng. Trong đó có 11 ủy viên trung ương, nguyên ủy viên trung ương, khai trừ một nguyên ủy viên Bộ Chính trị là Đinh La Thăng. Vào tháng 6 năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã chuyển kết luận thanh tra Thủ Thiêm đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét xử lý kỷ luật Đảng. Họ cho rằng nguyên nhân khách quan là những khó khăn, biến động khó lường về kinh tế, xã hội trong và ngoài nước, nhất là thị trường bất động sản có nhiều diễn biến xấu, bất thường, thay đổi liên tục, có lúc có chiều hướng đi xuống, khó thu hút được các nhà đầu tư. Cơ chế thực hiện quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng như cơ chế thanh toán bằng quỹ đất sạch cho các dự án BT không rõ ràng, có nhiều hạn chế, khó thực hiện. Thanh tra Chính phủ nói nguyên nhân chủ quan là việc nhận thức, chấp hành của chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ ngành cũng như các quy định của pháp luật chưa được đúng, chưa đầy đủ, có lúc chưa nghiêm trọng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ sở, ngành tham mưu. Sự phối hợp giữa các sở ngành của thành phố còn chậm trễ, chưa xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ. Một số nơi còn thể hiện sự thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong quản lý, đầu tư và xây dựng. Nhiều vi phạm chưa được kiểm tra xử lý kịp thời. Hậu quả là để xảy ra nhiều khuyết điểm vi phạm gây lãng phí, nguy cơ gây thất thoát tiền của nhà nước với giá trị lớn. Xét tổng thể đến thời điểm này, thanh tra việc đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm là chưa có hiệu quả, mất cân đối về tài chính. Người đứng đầu Đảng tại Hà Nội là Hoàng Trung Hải đang được Nguyễn Phú Trọng cho diễn biến thành tội phạm. Cùng lúc, cựu bí thư Thành Hồ và cựu ủy viên Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị Lê Thanh Hải bị chủ lò lăm lè cho vào lò lợn Bà Đình. Khai mở hồ sơ tội phạm Hoàng Trung Hải và Lê Thanh Hải với vi phạm và khuyết điểm trong dự án Tisco 2 của công ty gang thép Thái Nguyên và dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Hoàng Trung Hải đã nhúng chàm trong dự án Tisco 2 khi đang là Phó Thủ tướng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng. Tuy nhiên, ông đã phạm tội này đã vẫn tiếp tục ngồi cao ở ghế Bộ Chính trị và ghế Bí thư thành phố Hà Nội. Điều này cho thấy tội phạm của Đảng vẫn ngang nhiên là lãnh đạo cai trị toàn dân. Bộ Chính trị đã kết luận là những vi phạm khuyết điểm của ông Hoàng Trung Hải là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông Hải, đến mức cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng. Dù chỉ mới xử Hoàng Trung Hải bằng hình thức kỷ luật cảnh cáo, kết luận này xem như kết thúc sự nghiệp chính trị của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải vào Đại hội Đảng 14 sắp tới. Với Đại hội Đảng 14 đang bước vào giai đoạn cuối cùng với những đấu đá khốc liệt, Nguyễn Phú Trọng đã lên gân, gia tăng củi lửa cho lò bằng cách ra lệnh đàn em thanh tra phải tập trung thanh tra kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tiêu cực tham nhũng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên sai phạm, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện tiêu cực tham nhũng. Mục tiêu chính là bằng mọi cách không để thế lực đồng chí thù nghịch lọt vào hay ngồi tiếp ở Bộ Chính trị, trong đó có Hoàng Trung Hải. Trong khi đó thì ở cánh Cộng sản miền Nam, Lê Thanh Hải là tội phạm hàng đầu nằm trong danh sách của Nguyễn Phú Trọng. Diệt trừ được Lê Thanh Hải thì chuyên gia lý luận Bắc Kỳ Nguyễn Phú Trọng sẽ dứt điểm được nhiều thành phần đàn em của phe Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn đang thao túng quyền lực chính trị và kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 8 tháng 1 năm 2020 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Nguyễn Phú Trọng đã kết luận ông không còn là đồng chí. Lê Thanh Hải là người có trách nhiệm chính và hàng loạt các cán bộ chủ chốt của Ban Thường vụ, Ban Cán sự Đảng thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016 đã có nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cả Hoàng Trung Hải và Lê Thanh Hải đều nằm trong danh sách 10 vụ án nghiêm trọng phức tạp cần đưa ra xử sơ thẩm trong năm 2020 này, và Nguyễn Phú Trọng trong tư cách là trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã đưa ra trong khi chủ trì cuộc họp ở Hà Nội
ngày 15 tháng 1 năm 2020. Tính cho đến lúc này, chủ lò Nguyễn Phú Trọng với sự nghiệp thanh trừng nội bộ đấu đá phe phái, giữ gìn mối láng giềng với mối thần phục Bắc Kinh, đã cho vào lò 2 ủy viên Bộ Chính trị, 21 ủy viên Trung ương Đảng và 22 tướng lãnh Cộng sản. Tất cả đều từng được xem là thành phần tinh hoa ưu tú của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.